dạ mình là đạt Nguyễn xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh đạt Nguyễn CNC Lần đầu tiên thì Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào cũng khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống hôm nay là ngày thứ bảy các bạn thì mình xin cập nhật về tình hình của những cái thông tin tình báo của Mỹ đã rò rỉ ra trên báo chí đó là à, họ nói là Mỹ đã đưa những cái thông tin để cho nga hạ bị hạ 12 tướng ở đất Ukraine và cái sói hạm của nga cũng bị cái thông tin của mỹ đã đưa cho Ukraine và đã Ukraine đã xử là thành tàu ngầm thì cái này á nhiều bài báo lớn đã đưa tin nhưng mà tòa bà đốc họ họ bác bỏ bạn thì cái này họ không công nhận nhưng mà họ có nói là họ có chia sẻ thông tin chứ không không phải là họ cố tình để mà đưa để cho mà UK nó bắn hạ chìm những chiếc tàu hoặc là các tướng lãnh thì cái này là họ sợ đụng chạm mà thôi. Thì chú chú Mỹ đã ra lệnh là không được rò rỉ thông tin trên báo chí nữa. Báo chí mà các bạn họ họ kiếm ra thông tin rất là hay, đặc biệt nhất là những bài báo lớn, những cái thông tin đó, bài báo lớn họ đi tìm các bạn. Thì bây giờ nó tình hình nó làm sao? Ở bên Ukraine thì hiện tại thì không đủ khả năng để mà, ở vùng Donbass là Ukraine coi như là chưa có đủ vũ khí. Thì nói mà muốn đủ để mà đánh thì cũng phải là giữa tháng 5 hoặc là cuối tháng 5, đoạn 6 mới có đủ. Và bây giờ Mỹ cũng đã hết tiền rồi, Mỹ còn có 250 triệu để cho Ukraine thôi. Bây giờ không biết đoàn ông cũng đã ký những lực này được kia để mà rút ra cho lẹ và kêu quốc hội là đưa ra 33 tỷ nhưng mà thật sự là chưa có biết có hay không các bạn nhưng mà bà bẩy lốp xe bảo cũng ủng hộ lắm. Thì cái này mình nghĩ chắc được, mình nghĩ chắc được. Thì đây là những cái thông tin mình muốn cập nhật cho các bạn để và coi cái Mỹ nó làm cái gì để giúp đỡ Ukraine. À, Mỹ viện trợ cho một lô vũ khí nữa là 150 triệu đô la. Mỹ còn có 250 triệu thôi. À Ông Bí đần là tôi công bố gói hỗ trợ an ninh khác sẽ cung cấp thêm đạn pháo radar cùng các thiết bị cho Ukraine. Ông Bí đần nói vào ngày 6 tháng 5, thông báo Mỹ đã nhanh chóng cung cấp lượng hỗ trợ an ninh mang tính lịch sử cho Ukraine. Tuy nhiên, Bí đần cho biết, nguồn hỗ trợ hiện tại gần như cạn kiệt để Ukraine ứng phó với những cái chiến đấu ở bên Ukraine với Nga, Mỹ và các đồng minh phải giữ cho dòng vũ khí liên tục cho Ukraine không bị gián đoạn. Quốc nội nên nhanh chóng cung cấp khoản tài trợ được yêu cầu để tăng cường sức mạnh cho Ukraine trên chiến trường lẫn trên bàn đàm phán, có nghĩa là ông Biden muốn làm Ukraine phải mạnh và trên đàm trên bàn đàm phán á, là tao là kèo trên hoặc là tao ngang hàng với mày, không có chuyện là tao là kèo dưới. Thì nhưng mà Putin á, là nó muốn đánh banh hết để cho Zelensky ngồi xuống là dưới kèo dưới các bạn. Tổng thống Mỹ cho biết cho những cái thông báo là một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết gói hỗ trợ mới giá trị là 150 triệu và trong gồm là 25.000 viên đạn pháo 155 ly, radar phản pháo để phát hiện các vị trí để mặt khai hỏa của đối phương, à, thiết bị gây nhiễu điện tử và những cái phụ tùng thay thế. À, ngoại trưởng Mỹ là ông Anthony Blinken nói gói hỗ trợ mới nhất nâng tổng giá trị vũ khí cho chính quyền Mỹ gửi tới Ukraine là 3.8 tỷ đô la. Trong số đó có pháo hạng nặng, tên lửa phòng không, à, loại là phim 92 Stinger và máy bay không người lái. Bí đơn cho biết đang thúc giục quốc hội thông qua khoản hỗ trợ là 33 tỷ để cho Ukraine à, kéo dài 5 tháng. Trong đó có 20 tỷ đô la hỗ trợ quân sự, 33 tỷ nhưng mà 22 tỷ là hỗ trợ quân sự. Còn mấy kia là nhiều cái gọi là... À, nhân đạo kinh uh, kinh tế vân vân. can và Nga chưa bình luận Vì thông tin trên. Nga trước đó cảnh báo sẽ nhắm vào mục tiêu các lô hàng vũ khí của Mỹ uh, đưa tới can đó là những cái họ sẽ phá hủy các bạn. Thì uh, để chúng nội mình nói những cái lô đó. Quân đội Nga ngày 4 tháng 5 đã thông báo là uh, phá hủy tiếp 6 điểm tập kết vũ khí đạn dược của Mỹ hoặc là phương Tây đưa cho họ. Các nước phương Tây gần đây chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraine trong bối cảnh lực lượng của Ukraine nó đang bị yếu và bên bên kia họ đánh quá dữ thì à, những cái gói hỗ trợ đưa qua thì những cái cái bái, báo Mỹ á, thì mình cũng có thấy nhưng mà nhưng những cái báo mà cũng 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 là Mỹ thôi nhưng mà nó nó không có tiếng thì mình không có có thể nào kiểm chứng được á, là những cái thông tin đó nó có đúng hay không khi mà đó à nói là những cái gói hỗ trợ những cái chuyến hàng đưa qua là bị à, à thằng nga nó nó bắn banh rồi đó các bạn à, cho nên cũng không biết là đúng hay không thì bên mỹ nó không có nó nói năng những cái những cái báo, báo báo lớn họ không nói báo lớn là báo nào thí dụ như những cái báo mà cnn nè à báo New York Post nè Washington USA Today những cái báo đó còn những cái báo mà nhỏ nhỏ cái báo mình chưa thấy nó ghi tùm lum thì có một cái thông tin nữa là cũng một cái sói hạm là một cái thứ hai không phải sói hạm một cái tuần dương hạm một cái chiến hạm là Marker gì các bạn thì cũng bị Ukraine bắn hạ ở gần biển đen nhưng mà mình có coi mình có thấy nhưng cái thông tin đó những cái bài báo lớn họ cũng không có ghi cho nên nhiều bây giờ cái thông tin nó tùm lum hết như bạn thấy đi rò rỉ thông tin à, lúc thì nói à, mỹ đã chỉ dẫn cho ukraine đánh mấy tướng của nga rồi sói hạm của nga rồi anh mỹ anh nói không nhưng mà đó là những cái bài báo lớn họ ghi và có là đúng nhưng anh mỹ anh, anh, chối thôi thì ông bí Đần bây giờ ông nói như sao đây bí Đần cảnh báo quan chức mỹ không nên rò rỉ tin tình báo ở Ukraine. Tổng thống Biden cho rằng cần chấm dứt tiết lộ Mỹ chia sẻ dữ liệu tình báo với Ukraine trên truyền thông theo quan chức dấu tên. Hai quan chức chính quyền Mỹ hôm cho biết Tổng thống Biden đã điện đàm với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương CIA, Giám đốc Tình báo Quốc gia, rồi Bộ trưởng Quốc phòng, là ông Austin, trong đó, ông chủ tòa bà đốc khẳng định những thông tin trên truyền thông về hoạt động chia sẻ dữ liệu tình báo giữa Mỹ và Ukraine là đưa ra đó ở trên báo chí là không mang tính xây dựng. Thông điệp từ ông Bí đằng là việc tiết lộ những thông tin như vậy đi lệch với các mục tiêu của Mỹ. Một người nói khi quan chức còn lại cho biết ổng thống biden đã yêu cầu ngăn chặn tình hình rò rỉ thông tin truyền thông mình cũng không biết rò rỉ nó như thế nào họ tìm thông tin hay lắm bạn giống như ra tối cao pháp viện cũng rò rỉ thông tin họ 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 moi móc hay lắm ở mỹ mà nó phải moi móc các bạn tình báo cia và văn phòng từ chối bình luận về thông tin ngũ giác đài và hội đồng bảo an của quốc gia mỹ chưa hồi đáp về đề nghị bình luận Tờ New York Times hôm à, ngày 4 tháng 5 dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng tình báo nước này đã cung cấp thông tin về vị trí nhiều tướng à, chỉ định à, tướng của nga ở Ukraine rồi cũng như dự đoán là động thái chuyển quân nga dựa trên đánh giá về các kế hoạch chiến đấu ở à, à, vùng Donbass miền đông Ukraine Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ bác bỏ thông tin và chỉ trích những người đưa ra nhận định Mỹ giúp Ukraine hạ những tướng của Nga đó là vô trách nhiệm. Nhưng NBC và New York Times những cái thông tin đó sau đó cũng dẫn nguồn từ các quan chức giấu tên rằng tình báo Mỹ, có thể đã cung cấp dữ liệu giúp Ukraine đánh chìm sói hạm của Nga luôn ở Biển Đen hồi tháng 4. Thêm rằng, Washington không tham gia vào quá trình ra quyết định anh kích và sói hạm Nga. Đúng rồi, cái quyết định bắn đó là của Ukraine, nhưng mà cái tình máu là của Mỹ, vậy thôi. Rồi, nhưng mà nó bị giờ nó bị tiết lộ các bạn. Phát ngôn viên ngũ giác đài ông John Kirby ngày 5 tháng 5 phủ nhận thông tin chúng tôi không có liên quan gì tới quyết định tấn công con tàu nè ừ đúng rồi đi đâu có liên quan đâu hay những hoạt động mà ukraine thực hiện ông nói khẳng định là ukraine có khả năng tình báo riêng để theo dõi và nhắm mục tiêu những con tàu của của nga điện kremlin cho hay nga biết rõ mỹ anh và các nước thành viên của nato thường xuyên cung cấp thông tin tình báo <laughs> cho quân đội ukraine nhưng khẳng định điều đó sẽ không ngăn cản được Nga những cái mục tiêu của Nga tấn công vào Ukraine. Cái này là hoàn toàn có các bạn. Những thông tin mà à, anh Mỹ, anh quốc hoặc là bất cứ những đồng minh của Mỹ là có đã đưa thông tin tình báo. Dĩ nhiên là Ukraine nó có tình báo với trong đất nước của họ mà. Dĩ nhiên là họ phải có và tình báo nó kết hợp nhiều cái và họ họ sẽ bỏ nhỏ với nhau nó để giờ, giờ tiết lộ tại vì báo chí mỹ mà nó công khai các bạn bên đây nó lôi bên kia nó lôi cho nên anh mỹ anh sợ là đụng chạm hơi nhiều thì cái thời buổi này là thời buổi của chú bảy cho nên lụng chạm hơi nhiều cho nên chú sợ và chú không muốn cho nên chú nay là bây giờ tò bạch ốp ngủ giấc đài là bác bỏ thông tin tao đâu có làm gì tao đâu có làm gì tao đâu có làm gì nhưng mà anh có làm anh có làm các bạn cho nên bây giờ anh ra cái gọi là kêu gọi là những bài báo không ghi những à, không đưa những thông tin cho những cái báo đó nữa <laughs> gọi là rò rỉ thông tin bạn đã nghe rồi nhiều cái bí mật vẫn rò rỉ thông tin thí dụ như ông 45 gọi điện thoại thí à, dụ kêu ông thống đốc à, chót già lật kẹo ở bang đó rồi nó cũng là nó cũng xì ra rồi đến mà tối cao phát viện rồi rò rỉ phá thai không phá thai nó cũng lôi ra rồi những cái tình báo bạn thấy đi anh Mỹ nghe lén đồng minh rồi nó cũng lôi ra không cách nào giấu nữa đó ở Mỹ mà nó nó họ đi tìm thông tin cái đó là những cái bài báo đó, họ không có liên quan gì với chính phủ đó. Họ không sợ gì với chính phủ hết đó. đó bạn cho nên họ tìm được họ thấy được là họ biết thôi tự do báo chí mà tự do ngôn luận mà tự do tư tưởng mà cho nên á họ mà thấy họ giết và họ sẽ tìm ra báo chí mỹ nó hay lắm các bạn thì cái tình hình á của ukraine càng ngày thì uh, Zelensky nói chung là dân càng để lâu á dân nó càng khổ kinh tế của ukraine nó không có mỹ thì rớt lụm sụm banh này. thì nga nó càng ngày nó càng lâu thì nó cũng đi luôn nó đi luôn mình cũng đi luôn đó hôm qua mình có cập nhật các bạn thấy bây giờ ra trước đó thì ở bên đặc biệt như là pháp là những cái nước mà ăn dầu ăn hướng dương không có dầu nữa lúa mì lúa mạch bánh mì không có nữa nó lên mắt các bạn ha những cái bột mì là làm bánh mì đồ này kia đó ở mỹ cũng vậy những cái đó nó cũng mắc nhưng mà mỹ nó cũng có chồng các bạn cho nên nó cũng đỡ hơn rồi bạn thấy này sữa nít bây giờ cái trong đất mỹ nó thiếu sữa người lớn uống nó thiếu thì mình uống cái khác còn á, con nít là không có sữa thì không phải là sữa mà sữa formula đó sữa công thức đó mà nó thiếu thì lần sau không biết là nó thiếu gì cái nhà máy nó không có sản xuất ở minnesota mình có cái nhà máy sản xuất ra sữa formula của em bé thiếu công nhân biết bao nhiêu công nhân nghỉ rồi chuỗi cung ứng họ đi lấy nguồn không có thì dụ lấy cái lon hộp không có cái nhãn hiệu không có sữa thì bột, rồi chất gì gì đó đó nó 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 cả thế giới mà di chuyển với nhau. Bây giờ cái gì cũng không có, cái gì cũng không có hết, có tiền cũng không mua được. Một bạn gửi cho mình nói là bên Đức bây giờ kêu gọi đó là người dân dự trữ đồ ăn à, 10 ngày. Thì cái thông tin này thì chưa trên báo chí nhưng mà không có biết là đúng không? Thì có chuyện gì đây mà kêu gọi người dân Đức? để đồ ăn dự trữ 10 ngày đó các bạn thì cái nếu mà nó có chuyện gì thì bây giờ hầu như ai cũng phải để dự trữ đồ ăn nửa tháng đó là phải như vậy nước đồ ăn ga lửa chứ không có phải là mà ơi trời ơi cần gì đi ra mua ra mua không có đâu các bạn nha yeah, ra mua không có đâu cho nên à, trong những tình hình này thì mình phải đi à, coi và dự trữ giống như mình nói hột gà ở mỹ nó đang thiếu nhiều bạn nói cho chỗ tôi có đây những bạn đó đó mình nói đó là nói toàn nước mỹ ok chứ không có nói riêng một vùng miền nào hết giống như là y chang cái giấy toilet của bạn có bạn mình hãy mở con mắt lớn lên chút xíu nữa khi mà nói á mình, mình nếu mà nếu mình nói vùng miền á thì nó khác mà mình nói trên toàn nước Mỹ là nó khác trên toàn nước Mỹ mình đã nói cho các bạn rồi nước Mỹ nó đang bị cúm gà Nước cúm đại bàng luôn mấy con đại bàng cũng bị cúm luôn và đặc biệt nhất là những con gà đẻ trứng là nó là họ hủy hàng lọt nhất là ở tiểu bang Iowa họ hủy đến 5 triệu con gà các bạn gà đẻ trứng á cho nên cái chuỗi cung ứng có thể là nhất thời đó bạn còn ở cho đó bạn không lo bạn mua đi nhiều bạn ngộ lắm đi coi tin tức nhưng mà họ không có hiểu họ cứ nhìn nè nè thấy không giấy toilet đây quá trời không bạn nhớ cái mùi giấy toilet không có chấp nhận là giấy toilet thiếu trên toàn nước mỹ không Hoàn toàn chấp nhận nhưng mà nhiều bạn là ở chỗ được chỗ tôi đầy á thì chỗ bạn đầy thôi bằng hên thì bạn mua giờ hôm nay mà trên toàn nước mỹ là, là đa số là không có rồi bây giờ chuỗi cung ứng này mua đồ có không mua gì có cái diễn định chạy đó. có nhiều bạn vô ưa là khoái là à nói ngược không có bạn ha nói ngược không đó. nhưng mà thật sự là là người ta cười mình đi xăng dầu gia tăng đồ đạc chậm chạp không có cái tin tức nào bây giờ nói á giờ nói giờ sửa em bé thì dám nói chỗ tôi cũng nhiều lắm thì, thì chỗ nhiều thì, thì đi mua đi gom đi đi bán <laughs> đó các bạn thì đó là những cái tin tức mình muốn chia sẻ các bạn nha à hẹn gặp lại chúc các bạn mạnh khỏe gặp nhiều cái thành công may mắn và dạ, bye bye